Rồi, xin chào các bạn đến với vlog của Vinapam. Nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi vlog thì đây là một vlog chia sẻ những ý tưởng về giải pháp làm vườn nhiệt đới với những cây họ cao cỏ cha la và phá tay núi nha các bạn. Như các bạn đã biết thì cây kè bạc này là một cây phong thủy rất tốt, nó có tán lá xòe rồng, tán lớn, rất lớn, nó đường kính khoảng hơn 1 mét. Chính vì vậy nó như một bàn tay vô hình che chở cho những công trình cũng như những gia chủ nếu như trồng trước nhà. Và đây là một cây mang tính phong thủy, chính vì vậy mà rất được ưa chuộng, trồng trước các khuôn viên sân vườn biệt thự và đặc biệt là các resort, trung tâm nghỉ dưỡng. Nếu như các bạn là những người thích đi du lịch và hay khám phá tại những vùng biển hoặc một những cái vùng có những cái cảnh quan đẹp thì đây các bạn sẽ nhìn thấy những cây cao cỏ cha la và cây dừa trong một dự án của họ. Tại vì sao lại người ta trồng nhiều những cái dòng này như vậy? Chính vì đặc tính rất tốt ở chỗ là nó thanh lọc khí benzen và khí thải công nghiệp. Chính vì vậy mà nó sẽ mang đến một không khí trong lành, đặc biệt như khu nghỉ dưỡng, làm cho một cảnh quan tuyệt vời hơn. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể sao nhìn kỹ hơn không? Cái cây này mình ước tính cao khoảng 15 mét nhé các bạn. Cây cò có đặc điểm là nó không tự rụng lá được, chính vì vậy mà khi cành khô nó còn treo ở trên thân cây. Và đặc biệt đây là một ưu điểm, cũng là một nhược điểm. Ưu điểm chính là sẽ giúp cho người dọn dẹp đỡ phải dọn dẹp hàng ngày. Tuy nhiên phải cần một thời gian cố định hoặc là một sắp xếp một thời gian để chúng ta vệ sinh mới tạo cảnh quan đẹp được. Rồi, vlog đến đây kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.